My heart. Just a little. Yeah. Are you okay? I'm okay. Did they use me? I think you watch a lot of videos, so you have the idea. Well, repair for this moment. Yes, I just want to remove this. That's all. Chị này bị ít rồi, chị nói chuyện với chị qua Zalo á. Ai chị? Cái chị này nè, chị nói là chị bị cả người luôn. Là chị tưởng đâu. Chị trên Zalo hả? Ờ, à, chị tưởng đâu nhiều lắm. Chị có bị nhiễm trùng kính đó nha chị. Cứng. Oh my god. Oh my god. Come on. Cục dây. So much. Không nhiều đâu rồi. Còn đỡ quá chị em. Wow. Oh my god, wow. Nhỏ. Cho chị miếng bông đi, đưa chị miếng bông. Ừ, tả thấy ghê nè. Tả thấy ớn luôn trong khi em một đống xin chê gì chứ. Mà em chưa thấy khóc luôn. Oh my god. Chị bay từ xin qua đây đấy. Dạ. Yeah. Hôm nay tới rồi 31 về đi có 3 bữa chứ. Wow. Chị nói chị phải qua bên đây làm phải 2 ngày. Là hôm nay là xong rồi. Hôm nay là xong rồi. Yeah. Okay. It's okay. How do you say it's okay?
Thôi ổn. Yeah. Này bận này. But you say wow. It's okay. They can understand. Oh, okay. Oh my god. Oh Jesus. Thank you. Come on. So much. I have so much. Oh Jesus. Có người họ thuê người phiên dịch đó em. Đi theo đúng không chị? Ừ, đi theo luôn. Đầu tư dữ vậy? Trời, họ bên Mỹ, bên Anh qua đây mà. Ủa mà bên nước ngoài cũng có xử lý cái này mà ta sao? Oh. Rồi. Chắc gì. Rồi. $1,000 không có mổ, không có uống thuốc, không bị chơi, không bị tư đô. Bó đúng cái chân, bị xong đi về. Bên này phải mua bảo hiểm. Nó cái cổ này. Bên này nó không có chảy máu nè. Chị nó bị cổ đâu ta? Shall I put my hand down?